Xin chào anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục làm cái video để phân tích cho kế hoạch giao dịch tuần mới nhé. Những anh chị nào mình chưa đăng ký kênh của mình thì hãy nhấn vào nút đăng ký này để có những cái video nào mới nhất thì các anh chị các bạn có thể nhận được nha. Rồi thì tuần vừa rồi thị trường có nhiều biến động, đồng USD nó tăng khá là mạnh và cũng làm ảnh hưởng đến một số các cặp như thể EU, AU và một số cặp như thể UCS. Thì cũng có rất nhiều các anh chị gặp thua lỗ và mình cũng đi đã một số cặp mình đã đi ngược xu hướng và cũng có một số cặp đã có được lợi nhuận. Thì hôm nay mình cũng sẽ đi phân tích lại tất cả các cặp và review lại cho các anh chị các bạn là tham khảo cho tuần mới nhé. Mình thì bắt đầu từ Bitcoin đi. Bitcoin thì tuần vừa rồi nó cũng có những cái biến động, nó khá là mạnh. Ngày hôm thứ năm chứ, nó có giảm một cái cây khá là mạnh đây. Thì nó cũng do ảnh hưởng bởi tin tức thôi. Nhưng Bitcoin đây là một cái cây này nó từ 5.000 năm 5.600 mà giảm xuống còn 5.000, thì cái cây này là do ảnh hưởng bởi tin tức. Bên tin tức thì mình không nói nhiều về ảnh hưởng của nó, nhưng mà mình nói trên phương diện phân tích kỹ thuật nha. Nhờ anh chị nào đang theo dõi thì cũng hôm trước ở cái video livestream của mình cũng nói là cái xu hướng nó đang ở những cái vùng này này, thì xu hướng đang đi lên. Hoặc là cái video tuần trước cũng vậy, video tuần trước thì nó đang ở dưới đây mà mình vẫn nói là đi lên. Thì ngày hôm sau nó lên tiếp và ở cái vị trí mà mình nói các anh chị là những ai mà ở trên cao rồi thì cũng không nên mua nữa, đúng không? Nếu các anh chị không chưa xem cái video hôm trước thì mọi người có thể xem lại những cái video hôm trước nhá, về cái phương pháp của mình nhá. Thì mình cũng vẫn nói là các anh chị các bạn nên chờ đợi nó về cái vùng mà EMA 20 và 50 rồi mới tiếp tục mua, chứ cũng không phải bảo mọi người mà mua ở những cái vùng cao này luôn. Những anh chị nào mà đặt lệnh chờ những cái vùng mà EMA 20 và 50 đây thì những cái cây ngày hôm qua này nó lên thì cũng có lại lợi nhuận. Thì cái mục tiêu vẫn là cái xu hướng như mình phân tích thôi. Những anh chị nào mà xem quan sát cái cách phân tích hoặc là cách vào lệnh, cách thoát lệnh của mình thì các anh chị cũng biết là những cái vị trí nào, vùng nào thì mình nên mua, vùng nào thì mình nên thoát để mình chờ hồi mình lại mua tiếp. Chứ cũng không phải là các anh chị cứ thấy thị trường đang đi lên thì cứ vậy là mua là cũng không tốt nha. Thì về xu hướng thì hôm trước đến giờ mình cũng kẻ, mình cũng phân tích cho các anh chị các bạn thấy được những cái mô hình của nó rồi, mình cũng không nói lại nhiều nữa. Nhưng mà về cái điểm và vị trí mục tiêu của Bitcoin thì mình vẫn kỳ vọng nó lên được tiếp theo. Hiện tại về được cái vùng test vùng EMA 20 50 và tiếp theo đến cái vùng kháng cự mới là vùng này. Vùng trên này là vùng một cái vùng kháng cự cũng tương đối là mạnh của Bitcoin nha. Tạm thời thì trong tuần tới mình vẫn kỳ vọng là Bitcoin có thể lên lên tiếp tục và nếu mà được thì sẽ lên được những cái vị trí cao hơn như thế này. Thì vị trí kỳ vọng tiếp theo của mình là lên đến khoảng 6.200 6.300 ở trên này, 6.400 ở trên này. Thì đây là một cái vị trí kỳ vọng tiếp theo của Bitcoin nha. Những anh chị nào đang tham gia thì đang theo dõi Bitcoin thì mọi người cũng cứ theo cái xu hướng mua lên. Còn cái điểm mà top loss hiện tại mọi người muốn duy trì, muốn cắt lỗ thì là cái vị trí, nếu những anh chị các bạn buy lên thì mình nên cắt lỗ ở đâu? Thì ở đây có một cái vị trí cắt lỗ thì mình nghĩ là các anh chị nên cắt lỗ ở vị trí vùng này, này. Vùng khoảng là 4.800. Nếu mà nó về quá sâu bên đây thì mọi người nên cắt lỗ để chờ đợi tiếp. Nếu mà nó khi nào có tín hiệu tích cực hơn thì mọi người có thể là vào lại. Còn ở cái vị trí giá hiện tại thì mình nên cắt lỗ ở cái vị trí 4.800 này, 4.800 này nha. Và kỳ vọng nó có thể lên được đến vị trí ở trên này. Đây. Vị trí là 6.200. Đó là hai vị trí mà các anh chị các bạn có thể là vẫn tiếp tục mua lên Bitcoin trong thời gian tới. Thì về Bitcoin thì thị trường một tuần nó cũng biến động những cái xu hướng như thế, các anh chị các bạn cũng thấy đó. Những cái quan trọng ở đây mình muốn nói đến là các anh chị phải biết được điểm vào điểm ra này. Ví dụ là những cái xu hướng như nó lên ở trên này rồi thì mình nên làm sao này đó. Những cái xu hướng mà nó cứ đi thẳng như vậy nó lên là mình cứ chốt lời và mình chờ, đặt những lệnh chờ về cái vùng EMA 20 50 á, và mình lại lên. Có khi sau này nó một cái kịch bản nó sẽ như vậy. Ví dụ đây là EMA 20 50 nó lên đây đi, nó đi lên đây nó chưa lên được đó, nhưng mà nó phải lại phải hồi cái nữa rồi nó phải tiếp tục nó mới đi được đó. Cái xu hướng gọi là như vậy, nên các anh chị nếu mà chơi trong ngắn hạn thì mọi người cũng nên ăn mỗi mỗi cái đợt sóng của nó. Các anh chị thấy này, đợt sóng này ăn lên này hồi này, ăn lên này hồi này, có thể lại lên này hồi, rồi có thể lại lên đó. Nó đi theo cái đợt sóng của nó nên mọi người cũng cần phải
Chú ý nếu mà để tối đa lợi nhuận thì mọi người nên thấy cảm thấy mà lợi nhuận vừa đủ thì mọi người nên cắt và chờ hồi lại mua tiếp nha. Chứ còn nếu các anh chị mà giữ quá dài hạn thì mọi người thấy đó, nếu mà giữ quá dài hạn từ đây, cái thời gian mình giữ lên đến đây nhưng mà khi mà nó sập một cây thì cái lợi nhuận mình hầu như là lại không còn được nhiều rồi, nó lại vẫn lên lại. Thì đó là cũng là một cái cách để mình nói thêm để cho mọi số các anh chị các bạn tham khảo cái phương pháp và cái cách vào lệnh cho nó dễ dàng hơn và nó có tối đa được lợi nhuận nha. Rồi thì mình sẽ chuyển qua một chút về đồng USD. Thì hôm trước mình cũng cảnh báo ở cái video trước là với cái mô hình với cái dấu hiệu như vậy thì cái ngưỡng hỗ trợ kháng cự này của đồng USD là rất dễ bị phá vỡ. Hôm trước mình cũng nói ở cái video phân tích tuần trước, nếu anh chị nào mà chưa xem á, mọi người xem lại cho mình cái này mình phân tích nha. Hôm trước những cái lực ở trên này thì mình có thể là nghĩ là nó có thể là lên nó chạm xuống hoặc là lên đến đây thì mình nghĩ là nó xuống rồi. Nhưng mà với cây nến đảo chiều như cây nến này và cây nến này là hôm trước mình nói các anh chị rồi, rất dễ là có thể là bị phá vỡ nhé. Và thật sự là đồng USD quá mạnh và nó đã bị phá vỡ theo cái xu hướng của nó rồi. Thì với cái lực như vậy, với cái dấu hiệu như vậy thì mọi người cũng thấy này. Dù là thị trường nó đi lên khá là mạnh, đồng USD khá là mạnh rồi đó. Đây mọi người thấy đúng không? Mình cũng phân tích cái đồng USD này khá là lâu, nó giống đồng EU đó. EU thì hơi ngược với nó một chút, nhưng mà mọi người sẽ thấy là đúng không, nó lên khá là mạnh rồi. Giờ cái vị trí mà các anh chị có nên buy hay không thì mình nghĩ là mọi người nên đứng chờ chứ không không nên vội buy cái đồng USD này làm gì nữa, ở cái vị trí nó quá cao rồi. Thì theo cái mô hình, theo cái dấu hiệu đó, các anh chị mà theo dõi mình, các anh chị cũng thấy là ở những cái vị trí cao quá mình thường thường mình sẽ không mua lên tiếp nữa, và mình sẽ chờ đợi coi tình hình nó thế nào, hoặc là có những cái dấu hiệu hoặc mô hình nó đảo chiều ở trên khu vực này thì mình với vào thôi. Chứ còn không có, mình không có vội mình vào mình buy tiếp mà. Còn nếu các anh chị nào mà muốn buy thì thật sự là cái xu hướng về cái mô hình và xu hướng thì nó cũng sẽ là nó sẽ hồi về cái vị trí mà nó phá vỡ đây, và nó có thể là tiếp tục. Đây là một mô hình bình thường, ví dụ ở trung hoặc ở dưới đáy màn hình á, thì mình nghĩ là cái mô hình này mình rất là đẹp. Nếu mà ở cái vị trí này nó đang không phải ở trên đỉnh này mà nó nằm ở dưới vùng đáy này, nó nằm ở dưới một sau một cái xu hướng giảm mạnh mà nó xuất hiện những cái mô hình này á, thì tiếp tục mình buy lên như vậy nó khá là đẹp, vì là cái mô hình này cũng là trong một cái dấu hiệu mô hình buy này, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, và nằm trên EMA 20 50, nằm trên đám mây Ichimoku. Có một cái mà mình không nên buy đó là nó ở vị trí quá cao rồi, mình không nên buy nữa, và mình ở cái vị trí này mình nghĩ nó sẽ sideways hoặc là nó sẽ chờ những cái dấu hiệu để đảo chiều ngược xu hướng đảo chiều đó. Thì các anh chị các bạn cũng quan tâm, thì các anh chị cũng để ý là mình cũng không nên là quá tham và tiếp tục là kỳ vọng đồng USD sẽ tăng lên nữa, là mình nghĩ là không không cần thiết nha. Và mình những cái trường hợp như vậy thì mình nên chờ đợi thêm để nó tránh cái rủi ro lên những cái vị trí trên này, mà các anh chị cứ kỳ vọng đồng USD lên tiếp thì nó sẽ có nghĩa là nó có thể làm nếu các anh chị nào mà bị tâm lý sẽ gặp những cái trường hợp mà không top loss rõ ràng á, nó chỉ sập một cây thôi, ví dụ nó sập một hai cây ở những cái vùng này đó, là cái tâm lý nó xuống rất mạnh, và nếu anh chị nào top loss không rõ ràng hoặc là không có vị trí top loss tốt á, thì nó sẽ rất ảnh hưởng đến tài khoản của các anh chị các bạn nha. Thì thời gian vừa rồi có rất nhiều anh chị ảnh hưởng cũng bị là vì là phá cái ngưỡng này này nên đồng USD tăng quá mạnh đúng không, ảnh hưởng đến cặp EU GU và AU rất là nhiều. Thì như mình cũng không cũng cũng không nghĩ là đồng USD nó quá mạnh như vậy, nhưng mà rồi nó cũng phá và nó tiếp tục như vậy, thì bây giờ mình cũng sẽ chờ đợi thêm những cái mô hình hoặc cái dấu hiệu nó đảo chiều rồi mình mới tiếp tục theo dõi nó nha, tham gia vào những cái cặp mà liên quan đến đồng USD. Mình chuyển qua một khung tuần một chút đi, coi kỳ vọng của USD liệu có nó có thể là đi xa hơn hoặc là có những cái vị trí nào nó tốt hơn không nha. Thì ở vị trí hiện tại ở đây trên tuần thì về phân tích dài hạn thì đây cũng là một cái vùng kháng cự của giá, thì hôm qua nó về nó cũng chạm nhẹ lên thôi. Nó cũng chưa chạm nhẹ nhưng mà đây là một cái vùng cũng có thể là xem là kháng cự. Thì về xu hướng thì mình cũng nói các anh chị đó, nên chờ đợi đồng USD tình hình coi thời gian tới nó sẽ như thế nào. Chứ còn về cái dấu hiệu thì sau một cái xu hướng nó tăng cũng mạnh như vậy thì mình phải chờ nó có đợt sóng hồi mạnh đã, xem tình hình như thế nào nhé. Đồng USD cũng có những thời điểm mà nó khá là ghê này các anh chị này, nên là nhiều lúc cũng kinh đúng không?
Đây mọi người thấy là có nhiều thời điểm mà nó chạy như vậy đây. Thật là kinh, thật là sợ. Nên là thị trường này cái gì mình cũng phải lường trước thôi, cứ để từ từ coi tình hình như thế nào đã. Rồi mình tính tiếp nha. Mình qua Việt Nam Index một chút cho những anh chị nào đang tham gia thị trường chứng khoán, những cái dấu hiệu như thế nào mọi người có thể là quan tâm nha. Thị trường chứng khoán thì hôm trước mình cũng đang phân tích đây các anh chị này, về cái vùng hôm trước là 5 ngày đúng không, cái đến 5 ngày trước về cái vùng hỗ trợ đẹp nên mình bảo các anh chị buy lên, và thị trường trong tuần vừa rồi nó tích cực, nó tăng liên tiếp 5 cây luôn. 5 cây mình bảo ngày hôm trước ở cái vị trí hỗ trợ này và nó tăng, và nó dấu hiệu là kỳ vọng tiếp tục là nó có thể lên được 1.000 cái vùng mà 1.020 này. Đây là cái vùng mà các anh chị các bạn có thể là kỳ vọng tới, và tiếp tục là cái xu hướng như vậy thì chứng khoán Việt Nam vẫn đi lên này. Đây là cái mô hình mà hôm trước mình vẫn phân tích này, và dấu hiệu 5 cây tuần vừa rồi nó vẫn tăng lên này, thì kỳ vọng trong thời gian tới nó vẫn tăng nha, và có thể là lên những cái vị trí kháng cự tiếp theo. Những anh chị nào mà xác định tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam dài hạn thì mọi người cũng có thể là mua và giữ hold dài hạn nha. Đây là chỉ số Việt Nam Index. Rồi thị trường thì có những tín hiệu rất tích cực, và về phân tích kỹ thuật cũng vậy, mọi người cũng thấy là có những dấu hiệu khá là tốt đó, thì mọi người có thể tham gia và tiếp tục nắm giữ những cái cổ phiếu hoặc là những cái chỉ số chứng khoán phái sinh, thì mọi người vẫn tiếp tục có thể là nắm giữ được nha. Rồi tại vì là những cái mô hình hoặc là dấu hiệu thì hôm trước nó đang khá là cơ bản, anh chị là các bạn cũng có thể là xem lại video trước, và những cái biến đổi của mô hình nến thì nó không có nhiều và nó đang đi đúng cái xu hướng mình phân tích đó. Mọi người có thể là theo dõi tham khảo lại video trước và tiếp tục những cái video này mà mọi người thấy, và tiếp tục là tham khảo, và có thể là thị trường tiếp tục đi lên nha. Rồi mình chuyển sang những cái cặp khác để phân tích cho các anh chị các bạn được biết nhiều hơn. Mình chuyển qua bên những cặp bên Forex vàng rồi dầu nhé. Mình bắt đầu từ dầu trước đi. Dầu thì tuần vừa rồi đã hồi, 2 ngày hôm qua và hôm nay đã hồi rồi, thì cũng khá là tốt. Những anh chị nào mà theo những cái tín hiệu của mình bên dầu, những cái video trước mọi người thấy là những cái vùng này đúng không? Nên anh chị nào mà theo đúng cái vùng này lên, theo dầu là hoàn toàn là đã có lợi nhuận hoàn toàn đúng không? Mọi người thấy không? Từ hôm trước mà mình nói các anh chị các bạn là phương pháp giải lệnh của dầu, vì là nó lên quá mạnh mà đúng không, mình đã nói các anh chị là phương pháp giải lệnh ở cái vùng là thứ nhất là kháng cự này và kháng cự này đó, thấy chưa? Dầu WTI và dầu Brent đều các anh chị đều có lợi nhuận chỉ trong một cây hai cây, thì đó cái phương pháp mà giải lệnh nó mọi người cũng tùy theo cặp nhá, mình không phải nói không phải cặp nào mình cũng có thể sử dụng được, nhưng mà những cái phương pháp giải lệnh như vậy thì có những cái trường hợp, có những cái khu vực đó, có vùng giá đó, các anh chị cái khả năng xác suất đó, nó sẽ cao hơn. Theo cái kinh nghiệm mình phân tích mọi người thấy không, ở những cái vùng này nó kháng cự khá lớn, những cái lúc mà thị trường nó bị đẩy lên như thế này là chủ yếu là cá mập nó đẩy lên thôi, vì là ở vị trí này có rất nhiều người cũng quan tâm đến là sell xuống, nhưng mà lại người ta sell nhưng mà lại top lót ngay ở trên cái đỉnh này, nên là thành thế ra cá mập nó lên nó sẽ đá top lót hết và đẩy thị trường lên, để cho cái tâm lý người đầu tư, cái ai mà tâm lý yếu không vững á, thì sẽ bị lo sợ và cuối cùng bị top lót liên tục và sẽ bị nản và thua, không dám sell xuống nữa, thì thành thế ra là đến cái lúc đó thị trường bắt đầu là nó đổ xuống này đó. Thì cái những anh chị nào mà theo dầu Brent và dầu WTI thì đã có được lợi nhuận khá là tốt nha, theo cái tín hiệu và phương pháp phân tích, phương pháp giao dịch của mình từ những cái video trước mình đã hướng dẫn các anh chị. Đây mọi người cũng tương tự là dầu, tương tự bên này này đó, cũng là một cái vùng mà kháng cự của giá đúng không, kháng cự của giá mạnh đó, mọi người thấy không? Thì cái này nó cũng đi qua, đi khá là nhiều, đi đi qua từ cái vùng mình bảo các anh chị giải từ ở đây kia, nhưng mà hôm trước nó bị đẩy tiếp tục lên trên này thì vùng hơi cao, không biết anh chị nào còn có thể trụ được lên đây không. Nếu mà tài khoản của mình thì ok, hoặc là một số tài khoản khác thì mình vẫn kỳ vọng nó lên được những cái vùng cao hơn, nhưng mà không biết có nhiều anh chị có giữ được dầu này không. Cái dầu này là dầu dầu Ren, các anh chị có giữ được cái bên này không, nhưng mà cả hai cái loại dầu là dầu WTI này và dầu Ren này thì là đều có một cái lực hồi khá là mạnh, và các anh chị đã có được lợi nhuận cái vùng mà
mình đã đưa hoặc là mình đã đưa cho một cái phương pháp cho các anh chị các bạn giao dịch ở cái khu vực này nhá. Thì dầu là một cái cặp mà đã mang lại lợi nhuận tuần vừa rồi trong vòng này các anh chị từ cái vị trí này đi 2-3 tuần nay, và nó chỉ hồi về một cây thôi, mình đã nói là nó chỉ hồi về một cây là các anh chị có được lợi nhuận thôi. Còn ở cái vị trí hiện tại thì như thế nào các anh chị sẽ như với ở cái vị trí hiện tại thì mọi người sẽ thấy như thế nào, có tiếp tục là sell không? Với mình á, mình đã ăn ở cái vùng này rồi thì mình sẽ thoát hết lệnh, mình không có sell nữa. Còn những cái anh chị nào mà chờ đợi tín hiệu rồi mới vào thì mình nghĩ với một cái lực mạnh như vậy thì khả năng là dầu có thể là hồi sâu hơn, có thể là hồi sâu hơn về cái vùng dưới đây đi, có thể là hồi sâu hơn về cái vùng này thì vùng EMA 50 đi, tại vì cái lực nó hồi về cũng khá là mạnh đó, thì mọi người cũng có thể là xem xét tiếp tục tuần tới 1-2 ngày tới thì mọi người cũng có tiếp tục là sell, thì là tùy. Tại vì là những anh chị nào sell ở trên đó, có hai phương pháp là mọi người cắt hết lệnh và để lại một lệnh để ăn dài. Còn nếu mà mọi người đã cắt rồi mà ăn được rồi thì mình nghĩ là nên thoát. Với mình là mình nên thoát, tại vì là cái xu hướng chính của nó vẫn là xu hướng tăng. Cái xu hướng chính này mọi người vẫn xu hướng tăng. Mình giải cái vùng này là mình ăn sóng hồi thôi, và nó đủ hồi đủ ăn rồi thì mình có lợi nhuận rồi, mình sẽ chờ đợi chứ không phải là mình quá tham. Cái gì cũng vẫn thấy có những cái tín hiệu nó lừa này. Cái này ví dụ nó hồi về EMA 20 50 xong rồi nó đi lên thôi, nó cũng không có phải là sẽ sập liền. Thì cái cây này cũng vậy, nó hồi về EMA 20 50 và nó bắt đầu chững lại này. Thì với cái xu hướng hoặc mô hình giá các anh chị mà học mà phân tích ấy, thì có thể là lực nó đang còn xuống nữa đó. Mình thấy cái lực nến như vậy thì khả năng nó có thể xuống ít nhất là khoảng một cây nữa, nhưng mà nó không xuống liền, có thể là 2-3 cây tuần tới thì nó có thể là đang còn xu hướng xuống nữa. Và cái vùng của anh chị vào á, vào lệnh nhá, thì các anh chị phải sao, ví dụ bật qua H1 này, nếu mà mình sell là mình không phải là như vậy là mình sell luôn không, cái cây này nó xuống là mình là cắt lời hết rồi, mình là cắt lời rồi. Còn cái vùng mà các anh chị muốn sell là các anh chị nên vào vậy đó, đúng không, bật qua H1 và cái vùng mình muốn sell là vậy, khi chờ nếu mà nó về cái vùng này, tại thị trường nó luôn có sóng đi sóng hồi mà, nó về đây đúng không, nó về sát sát cái vùng này đi các anh chị mới sell đó. Là đó là cho những cái anh chị nào sell nha, để mình thứ nhất là vừa mình vừa có được cái điểm vào nó tốt và cái lợi nhuận mình được tối đa. Chứ các anh chị đừng có thấy là ừ nó sao cái cây ngày nó xuống mạnh vậy rồi mình chơi luôn, mình vô mình sell luôn như vậy thì đó là không tốt nha. Thì thường thường các anh chị nếu mà sell luôn ở đây thì nó sẽ hồi về đây, các anh chị sẽ bị âm một đoạn rất nhiều, chứ không phải là lúc nào cũng sell và lúc nào cũng buy. Mình phải kiếm được những cái cơ hội, những cái điểm vào điểm ra nó thoát. Ví dụ lệnh mình âm cũng vậy các anh chị, nhiều lúc á, có những cái anh chị nha, ví dụ là mình chấp nhận là có thể gồng đi, gồng đây thì đến cái vị trí này ví dụ thấy thị trường nó xuống quá thì lại đi cắt đi, cắt đi cũng các anh chị cắt là cắt theo cảm tính, là các anh chị không hiểu được là nó như thế nào và khi nào cần cắt để cái lỗ của mình nó được hạn chế và nó được giảm thiểu. Có nghĩa là mình cắt thì mình công nhận ừ có thể cắt, nhưng mà ví dụ cái sóng nó có đi xuống tiếng một tí thì nó cũng hồi đi, ví dụ là mình cắt ở đây đi thì nó có hồi thì nó xuống thì nó cũng ít nhất nó cũng hồi được về đến vùng này, hoặc nó hồi về với vùng này thì có nghĩa là cái lúc đó mình cắt còn chưa muộn, hoặc là mình ở đây nó hồi về thì mình lại còn được thêm một đoạn nữa, nó giảm thiểu cái rủi ro của mình đi, chứ không phải cứ lúc nào nói cắt là cắt, lúc để là để đâu. Nên mọi người cũng phải xem xét được những cái điểm chọn cho mình những cái vùng vào lệnh và vùng thoát lệnh, chứ không phải là cứ đừng, những cái lúc thị trường biến động mạnh tâm lý của nhiều người không vững á, thì tâm lý của nhiều các anh chị không vững á, sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và mình cũng đã thấy rồi, mình đứng những cái phương diện mà quản lý quỹ BAM hoặc là tài khoản copy này, mình hiểu được cái tâm lý của rất nhiều các anh chị, và mình cũng căng thẳng lắm chứ. Nhưng mà những cái trường hợp mình có phải mình tham gia cái thị trường này là bản chất là mạo hiểm rồi, nó không có không có phải là cứ an toàn lúc nào cũng an toàn. Nếu mà các anh chị nạp tài khoản 1.000 mà các anh chị cứ muốn lúc nào cũng đánh 100 mà kiếm được lợi nhuận, tài khoản chỉ âm có 100 mà lúc nào cũng kiếm được lợi nhuận 10-20% thì lấy đâu ra? Có mình ở đây có một số các anh chị theo quỹ BAM hoặc là theo cái tài khoản copy, mình cũng nói rõ này, cái số vốn cái ký quỹ của các anh chị đó thì đôi lúc cũng phải cần đến. Tất nhiên là mình không có phải là mình lúc nào mình cũng cần đến cái ký quỹ đó, cái mức ký quỹ nó nhiều. Bình thường là mình tham gia phải hạn chế cái rủi ro nó tốt nhất, nhưng mà đôi lúc cái thị trường nó mạnh hoặc nó đi sai, những cái tính toán của mình cũng đã lường trước được cái rủi ro này. Mình có nghĩa là vài lần nó đi sai cái tính toán của mình vài lần thì nhiều lúc mình cũng phải sử dụng cái mạo hiểm, sử dụng cái ký quỹ đó để mình làm sao cho cái tài khoản nó tốt hơn, cái có được cái lợi nhuận nó tốt hơn, chứ không phải là cứ lúc nào các anh chị bỏ 1.000 mà các anh chị cứ muốn là trong 1.000 ấy nó chỉ mất một có lỗ lỗ 100 thôi, nhưng mà lợi nhuận lúc nào cũng cứ phải là
10%, 20% là một tháng thì cái đó các anh chị không có đâu nha. Các anh chị không có lúc nào cũng vậy là không được đâu. Đôi lúc mình cũng phải mạo hiểm, mình phải dùng cái số tiền đó. Thật sự là bình thường á, mình không dùng đến. Tất nhiên là nếu mà thị trường cứ bình thường, cứ êm đềm thì mình không dùng đến làm gì. Nhưng mà đến cái lúc cũng có những cái thời điểm chứ. Ví dụ là thị trường đâu có phải lúc nào cũng phải theo những cái gì mình tính toán đâu. Phân tích kỹ thuật có những thời điểm á, các anh chị các bạn có thể phân tích sao, nó còn khó lắm. Những cái vị trí ví dụ các anh chị cảm thấy coi, nếu mà nó xuống như vậy thì anh chị nào dám sell nữa, mà thị trường vẫn cứ đi xuống. Có nghĩa là những cái phân tích của mình đã tính toán, mình đã dự dự trù rồi, nhưng mà nó tiếp tục nó đi quá sâu. Thì mình hiểu được cái bản chất của thị trường, thì có những cái suy đoán hoặc có những cái quyết định thì mình vẫn phải quyết định và vẫn mạo hiểm. Chứ còn các anh chị cứ lúc nào cũng bảo mình cứ muốn là cái tài khoản mình lúc nào cũng phải là rủi ro ít thôi, nhưng mà lợi nhuận lại cứ cũng phải đều 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 đều, thì các anh chị mà tham gia vậy thì thật sự là nó cũng khá là khó. Không, nó khó lắm, tại vì vào các anh chị tìm được một cái kênh nào mà đầu tư nó như vậy có thành công. Đôi lúc cái này á, mình bảo rồi, phải có những cái lúc mạo hiểm, phải có những cái lúc mà mình phải chấp nhận những thứ. Tất nhiên là trong trong những cái lúc đó mình cũng đã tính toán, mình quản lý rồi. Bình thường thị trường chạy đều thì chẳng nói sao. Nếu mà những cái anh chị nào mà theo dõi tài khoản copy và tài khoản chơi bình thường của mình, tài khoản copy và tài khoản BAM của mình đánh đó, đúng là bình thường. Ví dụ có những tháng đó, mình chỉ đánh nhỏ 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 thôi, đó là mình ăn lợi nhuận vẫn đủ. Nhưng mà cái tháng đó là không có sóng lớn, hoặc là nó đi đúng theo theo những cái phân tích của mình, nó không có ngược nhiều thì nó êm đềm như vậy. Nhưng mà có những cái đợt tháng thì nó có những cái đợt sóng mạnh và mình đi ngược xu hướng thì nó có những cái dấu hiệu như vậy. Mình không thể, các anh chị cứ bảo là cắt cắt lỗ, nhưng mà nhiều lúc á mình cũng cắt lỗ chứ, nhưng mà không phải cắt lỗ liên tục được. Khi mà các anh chị cắt lỗ liên tục thì có thể là cái lợi nhuận các anh chị lại không bảo đảm, và có những cái dấu hiệu nó có những cái mà mình làm ra nó rất khó. Đó, có những cái mà mình kiếm lại nó lợi nhuận nó khá là khó. Tại vì giờ mình cắt đi, ví dụ thị trường khi mình cắt đi cái thị trường nó lại quay đầu lại, và mình cắt đi cái mình biết vô cặp nào và mình biết đánh sao. Trở lại thị trường gần xuống đến đáy rồi, mình cắt đi cái bây giờ mình lại đánh ngược lại à, đánh ngược lại những cái lệnh lúc này à. Nhiều lúc nó cũng không được, đúng không? Nên những cái quyết định quan trọng là cái quyết định khi nào nó chính xác, ở những cái thời điểm nào thôi. Còn cái người mà người ta giao dịch tốt hoặc là không á, thì còn phải là có những cái tính toán và có những thời điểm mình phải quyết định. Làm cái gì các anh chị cũng thấy mà, mình phải có những cái thời điểm mình quyết định thì mình có thành công hay không hoặc là thất bại, thì đó là do những cái quyết định mình có chính xác không. Chứ còn nhiều lúc mà các anh chị cứ an toàn quá thì đây cũng không phải là một cái kênh an toàn. Đã nói về đầu tư là mạo hiểm rủi ro chứ nó khá là nhiều, thì đó mình cũng nói muốn chia sẻ một chút đến tùy tiện thể cái tâm lý hoặc cái tâm trạng này, mình nói luôn cho các anh chị các bạn mà đang theo dõi thì mọi người hiểu thêm về cái thị trường này. Còn mọi người mà muốn an toàn thì mình nghĩ là những anh chị nào mà muốn an toàn, không chấp nhận được cái rủi ro, thì nên tìm cho mình một kênh đầu tư nào an toàn hơn. Ví dụ có vốn này, đất đai này, hoặc là có thể là gửi ngân hàng tiết kiệm. Đó là những cái kênh mà các anh chị đầu tư nó không có rủi ro. Còn nói về forex, nói về ngoại hối, nói về đầu tư thì các anh chị phải có kiến thức và có những lúc cũng phải cần cái rủi ro. Chứ còn mình cũng không cần là các anh chị phải tham gia quá nhiều vốn, hoặc là có sao là mình chưa bao giờ kêu gọi vốn, hoặc là chưa bao giờ có cái nào có hành động nào kêu gọi, hoặc là có những cái lời nói nào nói các anh chị tham gia vào thị trường này để kiếm tiền, đúng không? Tất cả thì đều trên tinh thần tự nguyện đó. Cái rủi ro thì nó có, chấp nhận thì nó có. Còn các anh chị thấy đó, có những tháng thì có lợi nhuận rất cao thì mình biết sao được, cũng có những tháng thì mình cũng phải có vất vả, mình cũng phải có những cái để mình phương pháp, có những cái mà làm ảnh hưởng thì mình cũng biết, nói chung là cũng phải xử lý thôi. Còn cũng không có cái nghề này, thật sự ra các anh chị cứ nhiều lúc cứ kiếm được ra đồng tiền, kiếm được từ đầu tư á, nhiều lúc nó cũng mệt mỏi thật sự luôn. Mình đã trải qua rất nhiều sóng, trải qua rất nhiều cái kinh nghiệm rồi, không phải lúc nào cũng vậy. Có những lúc tâm lý, cái lúc mà thị trường mình đi ngược, hoặc có những cái lúc mà mình xử lý lệnh á, là cần cái tâm lý mình khá là nhiều á. Rồi thì mình nói hơi nhiều về cái vấn đề này, sau này có một cái video thì mình cũng sẽ nói rõ hơn cho các anh chị các bạn biết. Còn bây giờ mình cũng sẽ chủ yếu đi phân tích đi cho các anh chị các bạn theo dõi nhé. Thì mong các anh chị các bạn thông cảm mình nói hơi nhiều cái vừa rồi. Rồi mình tiếp tục qua US 500, S&P 500 và US 100 đi. Thì các anh chị thấy này, ở cái vị trí hiện tại tiếp tục cái cặp này, mình nghĩ là mọi người vẫn tham gia được. Những anh chị nào mà chưa tham gia thì vẫn tham gia ngay.
Tại vì là hôm vừa rồi á mình giải lệnh mình vẫn ăn được hai cây này, hai cây đỏ này, nhưng mà cái cuối tuần nó lại lên lên thì vẫn tiếp tục sell thôi. Tất nhiên là mình cắt được một lần rồi, mình cắt được rồi. Các anh chị thấy này, những cái cây này mình lên đây là mình giải lệnh nha, nhưng mà hai cây này nó xuống này là mình cắt được rồi. Đây mình bật qua H1 cho các anh chị thấy này, đúng không? Ở cái vùng này mình giải lệnh, đúng không? Mình giải lệnh từ dưới này, đang dính lệnh dưới nữa, nhưng mà các anh chị thấy này, ở đây mình tiếp tục giải, nhưng mà giải sao cho nó bình thường, đúng không? Đó, các anh chị thấy nó hồi về đây là mình cắt được một cái vùng này rồi, giờ mình lại chống nó lên đến trên này, mình bắt đầu mình tiếp tục mình giải là cũng không có sao hết, tài khoản đang ok. Tại vì cái US 500 này thì nó biến động rất là nhỏ, nó không có biến động nhiều, nên các anh chị có thể tham gia tài khoản 1.000 thì mọi người có thể là tham gia S&P 500 được nha. Còn đây là một cái cơ hội mình nói tốt. Và cái phương pháp của mình tiếp tục là sao? Mọi người phải xác định được, các anh chị phải xác định được cái mức của các anh chị. Mình nghĩ là nó rất quen thuộc, là cái vị trí của nó thường thường nó sẽ phá, tiếp tục nó phá đỉnh. Cái vị trí này, cái dấu hiệu này nó tiếp tục nó phá đỉnh, nên mình đã đặt rất nhiều lệnh chờ trên cái vùng này. Mình đặt lệnh chờ trên cái vùng này, nó cứ phá đi, phá đỉnh đi rồi nó sẽ quay lại, và nó sẽ chỉ cần hồi giống như thể là bên bên dầu thôi, chỉ cần hồi một cây hai cây thôi là mình có thể là mình gom hết được cái lợi nhuận của mình rồi. Hồi cái lúc đó đôi lúc là mình sẽ có được những cái lệnh mà mình, ví dụ lệnh mình mà vào sớm quá mình có thể cắt luôn, là vì trên tổng lợi nhuận mình đã có rồi. Thì cái phương pháp này là ví dụ là tài khoản nhỏ, tất nhiên là 1.000 thì đánh nhiều lệnh thì không có tốt lắm, nhưng mà tài khoản các anh chị nào 2-3.000, 5.000 thì có thể là đánh theo phương pháp giải 4 5 6 lệnh ở cái vùng này nha. Đó, ok, vô tư mình nghĩ là chỉ cần một hai cây hồi thôi. Thì cái phương pháp đó cũng tùy với cặp, những cái cặp này là cái kháng cự này quá mạnh nhỉ, kháng cự này quá lớn. Rất nhiều người chú ý rồi. Mình những cái trường hợp này mình sẽ rất tự tin vào nó nhiều, không biết là như sao, nhưng mà giống dầu á, giống dầu mình cũng vậy đó. Có thể là những cái vị trí này mình nghĩ là thị trường nó sẽ đẩy lên một hai cây nữa, đẩy lên có thể là một hai hai cây tới nó sẽ đẩy lên, và tiếp tục là những anh chị nào an toàn thì đặt lệnh chờ trên cái đỉnh này cho mình, còn những anh chị nào mà sợ mất cơ hội thì có thể là vào bắt đầu từ những cái vùng này, mình có thể tiếp tục vào và chờ nó hồi theo xu hướng. Thì đây là một cặp mà mình cũng khá là đẹp trong tuần tới nè, những anh chị nào mà các bạn mà muốn có lợi nhuận hoặc có thể tham gia được cặp này S&P 500. Rồi, đây là một cơ hội cho các anh chị rồi đó. Rồi tiếp theo là về US 100. US 100 thì cái lực nó đi mạnh hơn, cái lực nó đi mạnh hơn, nó phá từ trên này kia. Nhưng mà các anh chị để ý thấy nha, nó vẫn có những cái lợi nhuận cho mình chứ không phải không có lợi nhuận. Những cái lúc mà các anh chị giải này, các anh chị thường 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 đi nha. Nếu anh chị hôm trước là ở cái vị trí S&P thì nó cũng lên đến đây rồi, bắt đầu là cái vùng này mình bắt đầu là giải rồi. Nhưng mà các anh chị để ý này, khi mà mình giải này thì nó vẫn có những cái cây đi được cây hồi đó, chứ đâu có phải là nó đi một lèo luôn. Còn ở trên này các anh chị thấy nhá, các anh chị để ý nến trên H1, các anh chị thấy cho mình này, đây ví dụ mình giải này thì nó luôn có sóng đi sóng hồi, đây sóng đi sóng hồi thì mình luôn cắt được nữa, cùng lắm các anh chị chỉ dính được một hai lệnh ở đây thôi. Đấy, các anh chị thấy không, ví dụ cái vùng này các anh chị vẫn giải đi, mình nghĩ là các anh chị lên đây vẫn giải, ví dụ như mình giải, nhưng mà hôm qua mình về là hôm qua nó hồi mình là cắt hết rồi, các anh chị thấy không? Mình vẫn giải, ví dụ cái sóng này mình đánh ngược mình vẫn giải, đúng không? Mình vẫn giải. Nhưng mà với tài khoản lớn nha, S&P 5 US 100 thì mọi người tài khoản 1 2 ngàn mọi người không được đánh nhá. 1 ngàn là mọi người không được đánh, S&P 5 US 100 là 1 ngàn mọi người không được đánh nhá. Tài khoản của mình 10 ngàn 20 ngàn mình mới đánh là US 100, đánh cái kiểu này. Có cái gì thấy này, nó hồi về, mình cắt được hết cái lệnh cái vùng này rồi. Xong nó lại lại chờ lên đây là mình vào, giờ cái khoảng trống của mình chỉ dính một hai lệnh ở đây thôi, và ở trên đây mình lại vào thêm lệnh, thì đó là có phải là cái phương pháp này. Các anh chị thấy để ý này, sóng nó đi đâu đâu nó có này, đó cái này mình làm nó đi đâu, từ cái vùng mình vào thì các anh chị thấy này, cứ đi rồi hồi, đi rồi hồi, đi rồi hồi là mình vào mình lại ăn được, mình cắt lỗ được, đó nó đâu có ấy đâu. Còn về nó chưa có một cái hồi lớn, chưa có hồi lớn là sao? Các anh chị để ý này, tại sao mình vẫn có thể là mình tham gia được S&P 500 vì nó chưa có hồi lớn, chưa có cái hồi nào chạm chạm cái EMA 20 trên ngày khung ngày thôi. Thì cái vị trí kỳ vọng của mình, các anh chị vào đây đi. Các anh chị bắt đầu, anh chị nào chưa vào thì tiếp tục bắt đầu vào, vẫn có cơ hội cho các anh chị. Tài khoản 5 10 ngàn vào tốt. Rồi, tài khoản mình 10 20 ngàn mình vào từ dưới. Rồi các anh chị thấy đó, cho mày lên đi, nhưng mà chỉ cần hồi một cây về cái EMA 20 50 rồi thì cái khả năng nó hồi là khá cao. Thì đây mình cũng nói là về cái phương pháp bắt đỉnh. Còn các anh chị mà cứ bảo là top loss, mình nói những anh chị nào top loss những cái vùng này nữa, sell á, mình 100% những anh chị nào sell cứ bảo là phải top loss những cái vùng này là mọi người chết hết rồi. Mình chắc luôn. Những anh chị nào mà top loss đấy ở cái vùng này đúng không? Lên đây là top loss chết hết. Tất nhiên, nó về đá xong rồi các anh chị, tất nhiên ở cái vùng này các anh chị top loss xong các anh chị làm gì nữa? Lại vào tiếp lệnh như làm gì? Vào tiếp lệnh xong đúng không? Cái tâm lý á, các anh chị mà những cái vùng mà
cái tâm lý những cái anh chị mà cái vùng á mà vào đây bị top lot, tất nhiên là ở trên đây các anh chị còn vào gấp đôi đây này, gấp đôi còn top lot lại, hoặc là vào thêm, chả lẽ những cái cơ hội này các anh chị thấy rồi, cũng nhìn thấy rồi, chả lẽ nó là sao, thì cũng phải lại vào ở trên này tiếp, lại top lot tiếp ở trên, top lot tiếp ở trên đây, ừ nó lại lên nó đá tiếp top lot, lại bị, có nghĩa là tài khoản mình top lot liên tục mà cái lúc nó hồi về mình lại không được ăn gì hết. Đó là những cái mà các anh chị phải biết được là không phải lúc nào mình cũng top lot, và cái phương pháp mình đánh sao với tài khoản mình nó phù hợp, cái lệnh nó nhỏ, cái khối lượng nó nhỏ thôi, chứ còn để kiếm được tiền thì mình cũng phải có phương pháp, mình phải có kinh nghiệm, chứ không phải đánh bừa đánh bãi, chứ mình cũng phải hiểu được cái sóng của nó, khả năng nó như thế nào, về thị trường trong dài hạn nó như thế nào, trong ngắn hạn nó như thế nào, cái điểm nào cần mua, điểm nào hồi đến đâu mình cắt, mình giảm thiểu rủi ro, chứ không phải là cứ lúc nào mình thích là mình vào, hoặc là thích là mình cắt, hoặc thích là mình top loss đâu. Đó thì đó là thêm một chút cái chia sẻ của mình nhá. Mình qua những cái cặp bên vàng đi, vàng và một số cặp khác, tiếp tục là vàng đi. Thì cái video này mình cũng chia sẻ khá là nhiều, mình nói khá là nhiều cho các anh chị các bạn rồi đó. Thì những anh chị các bạn mà theo dõi thì mọi người cũng thấy là mình đã chia sẻ những gì là mình biết và những cái kiến thức của mình chia sẻ đó. Còn các anh chị có phù hợp và có theo hay không? Còn mọi người bây giờ đừng có cứng nhắc quá về lý thuyết hoặc là về những cái kiến thức cơ bản của thị trường, hoặc là các anh chị cứ đọc ở trên cái báo hoặc là một cái trang nào đó người ta cứ nói này nói nọ, nhưng mà thật sự ra cũng không có nhiều người mà người ta cứ đi theo những cái khuôn mẫu như vậy đâu. Ở cái thị trường này đôi lúc mình phải có những cái mẹo, những cái kinh nghiệm mình xử lý, có những cái quyết định của mỗi người. Chứ các anh chị các bạn cứ bảo là mình phải làm này này, đáng lẽ mình phải top lot này, cái mô hình này nó chưa xuất hiện tự nhiên mình phải vào này, cái đó là hầu như cái lý thuyết đó là có ở đây cả hàng trăm năm rồi. Bây giờ á, cái lý thuyết hoặc là cái phương pháp, một số phân tích kỹ thuật cơ bản á, nó đã bị phá vỡ rồi. Tại sao bây giờ hiện tượng mà nó phá đỉnh khá là nhiều mà người thấy đó, ngày trước là cứ đến cái kháng cự hoặc đến hỗ trợ mình đặt là mình top lot ở dưới đáy, nhưng mà bây giờ nó về nó xuống nó đá cái hỗ trợ, nó đá top lot xong nó chạy lên, kháng cự nó lên nó đá top lot xong nó xuống, đó là rất nhiều điều, rất nhiều luôn đó. Nên cái một số cái các anh chị phải biết thay đổi đi, mỗi thời nó cũng phải mỗi khác, rồi cái phương pháp nó cũng đã có những cái đổi mới rồi, những cái phương pháp kỹ thuật của các anh chị á rất nhiều người người ta cũng biết rồi, chứ không phải mình các anh chị các bạn biết đâu đó. Những cái nhà đầu tư, những nhà cá mập, người ta có tiền nhiều, người ta biết được cái vị trí đó có nhiều người mới vào chưa có kinh nghiệm, người ta sẽ đặt top lot ở vị trí đó, và ở cái vị trí đó mình muốn có là mình lên mình đá top lot người ta hết đi là mình ăn hết của đó. Cá mập nó nhiều lúc nó đến những cái vị trí đó bây giờ nó dẫn đường, hiểu không? Các anh chị các bạn nên biết. Chứ còn những cái vị trí mà ví dụ quá mua quá bán, những người đầu tư bình thường hoặc là những người đầu tư mà mới vào là thường thường là người ta không mua lên và không bán xuống như vậy nữa đâu. Đó thì đó là một số cái mình muốn chia sẻ cho các anh chị các bạn thôi. Còn tiếp tục mình phân tích qua vàng. Vàng đây là một cái xu hướng thì ở cái video trước mình cũng nói các anh chị rồi, nó chưa về được 1260 nhưng mà nó về được 1263 hay là 126 đây 1264, cái vùng này, cái hôm trước mình cũng nói các anh chị đúng không? Nếu các anh chị nào mà sell sell vàng thì nên top lot, nên đặt mục tiêu ở cái vùng này, và nó về nó chạm chen đây, nó đi lên đó. Thì mình nói rồi, những anh chị nào mà mua thì là nên mua những cái vùng này này và top lot cái vùng này và mua lên đó, ở cái vùng này. Còn về xu hướng thì ở mỗi cái vị trí á, mình có những cái các anh chị phân tích hết ra, các anh chị vẽ phân tích hết ra thì nó những cái nào ở đây có những cái dấu hiệu giảm này, mọi người phải phân tích những kịch bản đó. Tại vì có những cái mô hình đẹp nó ở dưới cái vùng này á, thì nó khác. Ví dụ là xu hướng mình chỉ hoàn toàn là tập trung buy vì dấu hiệu hoàn toàn nó hỗ trợ buy không, nhưng mà ở những cái vùng này nó có những cái dấu hiệu là buy dài hạn này, hoặc là có những dấu hiệu hồi ngắn hạn, thì mình phải tập trung qua trong hai sự lựa chọn mình nên chọn buy hay chọn sell. Ở những cái dấu hiệu này thì mình cũng có dấu hiệu tích cực là chọn buy ở vị trí này, nhưng mà lại cũng có dấu hiệu là mình sell, cái xu hướng nó đang dồn xuống là mình sell. Ví dụ đáy sau thấp hơn đáy trước này, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đó vẫn là sell, nằm dưới EMA 20 50 nằm dưới, nhưng mà nó vẫn là trong một cái dấu hiệu sell. Thì ở đây các anh chị dám chấp nhận là buy hay sell thôi, ở cái vị trí này là nên buy hay sell thôi. Còn sell thì mình nên chọn những cái điểm nào sell tốt, sell ở trên này, và ở trên này mình nên là thấy đến cái vùng kháng cự thì mình nên cắt đi. Và có anh chị thì buy ngược lại, và cũng có anh chị thì chờ thêm dấu hiệu. Thì với cái mô hình với dấu hiệu như thế này vàng á, thì ngày thứ hai thì cũng có dấu hiệu là có thể là dấu hiệu đảo chiều tăng ở cái chỉ báo ở đây của mình, và ở đây các anh chị buy thì các anh chị top lot ngay ở đây cho mình đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn cái xu hướng giữa buy và sell á, thì nó các anh chị cũng chưa thấy rõ ràng, chưa chưa đây là nó đang phân vân giữa hai cái,
buy thì dài hạn, còn sell thì ngắn hạn. Sell thì có thể là đang trong mô hình. Thì ở hiện tại thì có hai vị trí các anh chị có thể là buy, một cái vị trí là các anh chị buy ở đây, và hai vị trí các anh chị sell là giá hiện tại các anh chị có thể là sell này, và giá tiếp theo các anh chị sell ở cái vị trí chặn chen này, là hai cái vị trí kháng cự của nó. Còn buy là các anh chị buy ở đây và top lot ngay dưới đây cho mình. Thì đó là hai cái trường phái. Chứ còn những cái tín hiệu như vậy thì nó mình rất rất khó là đoán được. Thì đó nó có những cái kịch bản như vậy. Còn những anh chị nào mà cảm thấy phân vân thì nên đứng ngoài và chờ đợi, hoặc là mình có thể tìm hiểu, mình có thể vào những cái cơ hội khác, chứ cũng không phải bắt buộc là các anh chị phải vào vàng đó. Thì mình thấy là vàng nó chưa rõ ràng giữa buy và sell. Ví dụ là ở trên cái xu hướng mà mình phân tích ở trên này thì nó đang dấu hiệu xuống, còn ở về dài hạn cái chen này thì mình thấy là nó cái xu hướng tăng. Thì đó là những cái mà các anh chị cần chú ý đến và có những cái quyết định của các anh chị. Mình nói rồi, buy thì ở đây, top lot ngay ở dưới đáy, còn các anh chị sell thì có hai vị trí sell ở đây và sell ở đây, và top lot ngay trên đỉnh này cho mình. Đó là cái vị trí mà các anh chị có thể là tham khảo nha. Vàng thì đó có hai sự phân vân như vậy, thì mọi người có thể là suy nghĩ quyết định. Ở nó nhiều lúc thị trường cũng phải cho mình cái sự quyết sự lựa chọn, mà đâu phải lúc nào mình cũng hỗ trợ là buy đâu. Ví dụ là hoặc là sell là sell đâu. Ví dụ ở những cái vùng dưới này thì mình không nói, ví dụ là ở vùng dưới này nó hỗ trợ những cái tín hiệu nó tích cực như vậy thì nó hỗ trợ cho một xu hướng buy thì mình có thể là buy ở những loại. Nhưng mà ở những cái vùng này thì nó có những cái mà cản của chen tăng này, rồi xu hướng giảm này, dấu hiệu giảm này, thì đó là giữa hai cái sự phân vân thì mình phải cần chọn ra một cái trong hai cái nha. Rồi mình qua cặp mới, UJI thì có những dấu hiệu đảo chiều đây rồi. Hôm trước cái video hôm trước thì mình bảo là UJI có lên cũng không lên được nhiều đúng không? Mọi người thấy đúng không? Đây này, nó sideways ở đây, đúng là UJI mình phân tích mà mọi người bảo mình nói mà. Nó lên nó gặp cái chen ở đây, mình bảo là có lên thì cũng chỉ lên được cái chen này thôi. Đây ở cái vị trí hôm trước đây này, và rồi nó lại lên, nó chạm chen cái nó đập xuống. Nó không có đi xa được. Nên cái dấu hiệu tăng mình cũng nói là cái cặp này nên chờ đợi. Với bây giờ cái dấu hiệu như vậy thì khả năng là UJI có thể là lại đi xuống này. Anh chị thấy là cái dấu hiệu như vậy thì UJI có thể là đi xuống cái dấu hiệu này. Đó. Thì cái lực nến cũng khá là mạnh đó, thì mọi người có thể tham khảo theo dõi thêm. Thì UJI thật ra với cái dấu hiệu mô hình là từ cái bữa giờ nó cũng sideways khá là nhiều rồi. Về cái chen giảm thì mọi người thấy đó, thì mọi người tùy theo những cái quyết định của các anh chị và các bạn nha. Mọi người sell thì mọi người nên top lot ở trên này. Thì ở đây ở vị trí này mình nghĩ là các anh chị nên sell hơn là buy. Đó, nên sell hơn. Sell và mình có điểm top lot mình đẹp, còn buy ở đây thì mình thôi cái điểm top lot mình cũng khó ở cái vị trí dưới này. Thật sự ra vậy. Rồi nha. Qua EU đi. EU thì có rất nhiều các anh chị dính trong tuần vừa rồi, và mình nghĩ trên mạng có rất nhiều các anh chị các bạn bị cháy hoặc bị âm nhiều. Mình cũng có những thời điểm mình cũng dính một chút EU ở vị trí này. Thì EU cũng giống là mình nói hơi nhiều bị khan nào. EU cũng giống như là USDT, mọi người thấy là nó tiếp tục nó phá đáy này, phá đáy và đi xuống. Thì cái điểm kỳ vọng thì giờ bắt buộc mình phải tìm qua trên khung tuần coi một cái vùng hỗ trợ nào nó tốt hơn không. Ví dụ vùng hỗ trợ hiện tại của khung tuần thì đây là một cái vùng mà các anh chị có thể là xem xét. Đây là một vùng hỗ trợ đúng không? Ngay chỗ cây nến đỏ đây. Thì hiện tại nó cũng nằm trong vùng hỗ trợ của giá đó, và nó về nó bật lên này, nó lại bật lên này. Thì cái dấu hiệu cái nến của tuần thì là nến đẹp đó. Còn bên ngày thì ban ngày thì nó đã xuống quá quá mạnh rồi, các anh chị cũng thấy. Thì ở đây thì nếu các anh chị mà sell á, thì tốt nhất cũng không nên sell liền, mà các anh chị nên chờ hồi về giống hồi về EMA 20-50 ở đấy, cái vị trí này. Và các anh chị tiếp tục là sell theo cái xu hướng, nghĩa là nó sẽ hồi về này, rồi nó có xuống tiếp được xuống thôi. Còn với mình thì mình cũng theo cái quan điểm của mình thôi, mình để tìm cặp khác. Ví dụ như bây giờ mình sẽ tham gia vào US S&P 500 hoặc là US 100 này thì cũng có thể là tốt hơn, hoặc là mình sẽ chờ đợi những cái dấu hiệu ở đây nó tích cực hơn là mình mới vào thôi. Chứ còn bây giờ là EU mình không vào nữa nha, mình đứng chờ đợi. Mình có dính lệnh ở trên, một hai lệnh ở trên này thì mình cũng chờ đợi xem tình hình tiếp theo nó tích cực hay sao. Còn nó hồi về là mình cắt lệnh, nó hồi về thôi. Nó hồi về là nếu anh chị âm ở trong cái khoảng thời gian ở đây mà các anh chị vào lệnh, hôm nay nó chốt âm đúng không, nó chốt âm thì các anh chị nên là này, thứ nhất là hồi về các anh chị cắt, tại vì cái xu hướng mình là đang xác định là mình ngược xu hướng nên mình phải cắt. Dù là có nhiều anh chị cắt xong thì nó sẽ lên tiếp, nhưng mà nó sai thì mình cắt rồi mình chờ coi cái dấu hiệu nào nó rõ ràng hơn thì mình sẽ vào thôi. Đó thì là mình chấp nhận được cái rủi ro, hoặc là lợi nhuận mình ít thì mình cắt, chứ đừng có nhiều anh chị cứ nó. Mọi người không hiểu được cái sóng á, mọi người không hiểu được cái sóng là nó hồi về đâu. Ví dụ như đây này, nó hồi về đây nhiều anh chị là nghĩ nó lên luôn, nhưng mà thật sự nếu các anh chị không cắt bớt lại, ví dụ ở tình hình giống như ở trên này, cái sóng này đi ở trên này các anh chị bị âm đó, nhưng mà nó hồi về các anh chị không cắt thành này, nó đâm đầu xuống tiếp
đó đó cũng là một cái mà đôi lúc các anh chị cũng phải cần cẩn trọng nha. Đây là mình nói rồi, hồi về là cắt vì ở cái xu hướng nó dấu hiệu đi xuống này, mô hình đỉnh đáy phải là tiếp tục nó tiếp diễn đi xuống, nó chưa có dấu hiệu rõ ràng đi lên, thì bây giờ ở đây và mình chờ những cái dấu hiệu nến tích cực hơn mình với buy. Còn hiện tại là các anh chị nào có buy thì cũng là buy ngược xu hướng nha. GU GU tiếp tục là một cái đà giảm ở trong cái đà mà sau khi nó phá vỡ cái chen ở đây, các anh chị thấy cái chen này nó phá và là bây giờ nó nằm dưới EMA 20 50 này. Thì một số cái điểm mà các anh chị có thể là chú ý GU, thì GU thì mình cũng vẫn là chờ những cái vùng nào nó tốt, mình xem xét tình hình nó thế nào. Còn ở cái vị trí hiện tại thì mình cũng không có sell GU nữa. Các anh chị thấy một cái sóng này nó giảm khá là mạnh rồi, mọi người thấy đó. Cái vị trí mình chờ là có thể các anh chị chờ về cái vùng này, các anh chị buy lên này. Đó, hoặc là các anh chị có thể là chờ nó hồi về trên này, các anh chị sell xuống, hồi thêm đi, hồi thêm về một đoạn về cái vùng EMA 20 50 hoặc dưới đám mây Ichimoku này, các anh chị sell xuống. Thì đó là hai cái vị trí mà các anh chị có thể là chờ đợi. Chứ còn ở cái vị trí chung chung này, nó ở dưới, ở bên này nó không có cản hoặc là không có hỗ trợ nào thì mọi người cũng không nên là vào liền nhá. Đó là GU. Còn những anh chị nào mà ôm GU ở trên này, buy GU ở trên này mà các anh chị xuống đây mình nghĩ thấy cũng lỗ quá nhiều rồi. Còn nếu mà sóng nó hồi về thì mọi người nên cắt bớt, chứ mọi người đừng có cố gắng giữ quá dài nha. Đó, thì tín hiệu GU cũng không quá đẹp thì mình phải chờ đợi tiếp. Mình qua UCHF. UCHF thì 2 tuần vừa rồi, 3 tuần vừa rồi mình thấy khiến là rất nhiều các anh chị đã bị ảnh hưởng, và đến hiện tại mọi người cũng vẫn đang còn bị ảnh hưởng bởi UCHF khá là nhiều. Thì UCHF thì tuần vừa rồi cũng có dấu hiệu này, cái hôm thứ sáu cũng có dấu hiệu đảo chiều này, nó đi sập xuống này. Thì từ cái khi mà nó phá và ở cái vùng mà kháng cự ở trên này, thì đây là một cái vùng trở thành hoa hỗ trợ mới. Những anh chị nào mà sell ở trên này, ở đây thì hầu như là không có ai buy nữa UCHF nữa rồi, các anh chị thấy đúng không? Thì mình phải chờ một cái sóng hồi về, là những anh chị nào muốn buy thì là phải chờ hồi về rồi các anh chị buy. Còn anh chị nào sell thì mình nghĩ là cái vùng này, cái phương pháp của anh chị giải lệnh vẫn được. Nhưng mà UCHF có những cái đợt sóng cũng khá là mạnh nha, nên mọi người chú ý là đây này, có những cái đợt sóng hay mạnh. Thì đợt sóng này cũng mạnh rồi, đợt sóng này cũng mạnh, có thể là an toàn rồi, nhưng mà mọi người cũng phải có những cái mà mọi người thấy đó, đôi lúc là nó chỉ hồi một tí thôi mà nó tiếp tục đi xuống, nhưng mà nó sẽ hồi, nó sẽ có những cái dấu hiệu nó hồi trong một hai cây rồi nó mới có đi tiếp hoặc đi. Thì đây là ECS, UCS thì mọi người có thể là thực hiện cái phương pháp mà giải lệnh nhỏ thôi, thật nhỏ thôi, tại vì là cái khả năng mà UCS có thể đẩy lên nữa thì cũng mình cũng không biết rõ đâu, không có rõ lắm. Cặp này cũng không chắc vì ở bên này nó không có một cái mức mức kháng cự nào ở bên này cả để cho mình đo cả, nên là mình phải phải lại giải lệnh từ nhỏ, mà thấy nhiều lệnh vào rồi thì mọi người nên là hạn chế lại. Đó là UCS nhá, cái phương pháp của UCS đó. Còn mọi người nếu mà chờ buy thì nên chờ cái vùng này, còn sell thì mọi người phải chờ lên trên đây nha. Đó là UCHF. Thì giống ECHF này, ECHF cũng là một cái mà các anh chị có thấy đúng không? Mình thấy là cái phương pháp không phải lúc nào các anh chị cũng top lot là đúng, hoặc là cực tùy vô cặp. UCHF là một cặp mà một cái vùng luôn, cả một cái vùng luôn, các anh chị thấy là cả một cái vùng các anh chị có thể là có được lợi nhuận khá là đẹp. Nó chỉ hồi về một hai cây thôi, nó đi thì đi cái vùng đỉnh nhá, nó đi thì đi không nhiều, các anh chị buy có thể là ăn được ít. Nhưng mà những cái vị trí này chỉ là cá mập làm giá thôi, và tiếp tục là nó đi xuống là các anh chị ăn được cả cái vùng này, các anh chị giải lệnh. Cặp này mình cũng ăn được vì cặp này mình nói các anh chị giải lệnh mà, đúng không? Không bị âm gì luôn. Nói chung là giải mà đến bây giờ ăn hết luôn, không không phải gì đâu. Đó. Các anh chị thấy không? Thì có những cái cặp mà đấy. Tại vì sao những cái cặp này mình phải giải lệnh? Đây các anh chị thấy là cái sóng như vậy này, hoặc là ở cái bên này mình thấy những cái vùng mà ở trên này là kháng cự nha, còn ví dụ ở trên này đây, ở bên này đi, mình cũng vậy này, các anh chị thấy này, đây là những cái vùng hỗ trợ của nó đúng không? Thà các anh chị nghĩ đến cái sóng này đi, cái sóng này nó đi xuống thì nhiều, các anh chị lại nếu mà anh chị đánh top lot đúng không? Hoặc là những cái người khác đánh thì các anh chị cứ vào vào đây rồi các anh chị đặt top lot ở ngay dưới cái vùng này là chết hết, đúng không? Nó về nó quét top lot hết này, đó, đó. Là cũng khá là nguy hiểm đúng không? Đó, thì sau khi đây là những cái vị trí mà các anh chị có thể là giải lệnh, và bây giờ hiện tượng của nó là nó hay bị quét top lot hết, nên mọi người cũng phải là xử lý sao cho nó tinh tế, và có những cái vị trí mà các anh chị xác định được là khả năng nó có thể là lên phá qua được. Có những lúc thì nó lên đúng cái ngưỡng nó xuống, có những lúc thì nó lên nó đá top lot thì nó mới xuống. Thì đây là những cái mà cái cặp ECSF đúng không, mình cho tín hiệu các anh chị ăn quá là đẹp. Các anh chị nhớ đến NAN chưa, rồi UCSF, ECSF đây đó, là những cái cặp mà mình nói các anh chị bắt khá là chuẩn xác. Trước đó còn nhiều cặp mình nói nữa đấy, nếu các anh chị mà tham gia những cái xem những cái video mình phân tích á, mọi người sẽ thấy được những cái cặp nào mình mới nói đến.
bắt đỉnh, những cái cặp nào mình nói bắt đáy, những cặp nào mình chờ đợi và những cặp nào mình đánh theo xu hướng. Đó, còn nói về đánh theo xu hướng thì đúng không? AU AU là một cái cặp mà mình nói đánh theo xu hướng đây. Cái này không phải là bắt bắt đỉnh bắt đáy mà cái này là đánh theo xu hướng, các anh chị thấy đánh theo xu hướng. Hôm trước những cái tuần trước mình phân tích là nó về nó là cái xu hướng như vậy là mình cảm thấy khá là mừng rồi. Nó nằm trên, nó khá là đẹp. Đây, cái xu hướng như vậy nó khá là đẹp, các anh chị thấy đấy. Nó nằm trên EMA 20, nằm trên và có những cái cây rút nến đây. Nhưng mà vừa rồi á, nó gặp tin xấu và cái xu hướng nó hồi quá mạnh và nó đi xuống quá mạnh, nó phá vỡ cái xu hướng tăng của mình. Thì đây là mình bị sai này, mình bị sai xu hướng rồi. Thì nó hồi, mình nghĩ là nó về cái vùng này, thì cái đợt hôm hôm trước mình cũng đánh vài lệnh ở cái vùng này, mình cũng dính ở cái vùng này. Đây, bắt đầu từ ở trên này đi, bắt đầu mình tính. Nhưng mà khi mà thị trường nó hồi quá sâu rồi, mình chỉ cần một cái sóng hồi thôi. Nhưng mà nó đi quá sâu xuống dưới đây đúng không? Đến cái vị trí này thì đây là một cái vùng hỗ trợ, các anh chị vẫn thấy này, vùng hỗ trợ đây. Nhưng mà nó vẫn bị quét top loss này. Những anh chị nào cứ bảo là đến hỗ trợ thì nó sẽ lên, nhưng mà vị trí nó phải quét top loss. Nên cái trường hợp bây giờ nó bị quét top loss là khá là nhiều, nên những anh chị mà đánh mà bảo top loss ấy, nó rất khó đặt vị trí top loss như thế nào. Nói chung là bây giờ nó khó đặt, các anh chị tìm cái điểm mà đặt top loss là nó rất là khó, nói chung là nó khó hơn rất nhiều. Có người thì bảo đặt chế 20 bit, người 30 bit, nhưng có những cái đợt là 4 50 bit nó vẫn quét được, nên là mọi người phải rõ cái, phải hiểu về cái vấn đề đó. Mình bây giờ mình đôi lúc mình cũng phải sử dụng cái mẹo và những cái kinh nghiệm của mình, những cái quyết định của mình. Thị trường mình cảm thấy ở cái vùng nào đó hoặc là có những cái dấu hiệu nào đó ở mình quyết định được thì mình nên quyết định, chứ cũng không phải cứ theo cái khuôn khổ là top loss nha. Đó. Thì về đến đây thì bây giờ là mình không còn đi đúng xu hướng của AU nữa và mình ngược xu hướng. Có nghĩa là AU bây giờ hồi về đến đâu mình cắt bớt lại đến đó. Có nghĩa là AU bây giờ nó nằm dưới đám mây Ichimoku này, nằm dưới rồi là mình bắt đầu mình biết là nó mình đang đi ngược xu hướng rồi, nó không còn phải cái xu hướng trên này đúng không? Nó miễn là ừ nó về đến đây là mình cắt được hết trên như thế này này. Hôm qua mình đánh cặp này mình vẫn AUAG mình vẫn bị lỗ. Các anh chị nào mà theo dõi tài khoản copy thì có những thời điểm nó cũng lỗ hơi nhiều hoặc là nhưng mà hôm qua nó chỉ hồi về một chút thôi là mình cắt, là mình đã có vẫn còn lời một ít, mình vẫn còn lời lời đâu 6-7% mà vẫn đang còn lời tháng này là 6-7% là vẫn là tốt rồi. Còn quỹ hoặc một số số tài khoản của mình nhé, vẫn có lời nữa. Đó là những cái mà mình biết được. Còn hiện tại á, AU không còn là vào xu hướng tăng như những cái tháng trước, những cái tuần trước mình nói với các anh chị nữa. Và AU bây giờ là một cái xu hướng nó, cái dấu hiệu nó giảm này, có dấu hiệu cái sóng nó giảm quá mạnh rồi. Thì bây giờ mình không biết là nó khi nào nó tăng lại, thì mình phải chờ đợi là khi nào giờ thứ nhất là nó hồi về này, mình cắt hết bớt lại, nó xuống mình không vào thêm nữa. Nó xuống mình vào thêm khi và chỉ khi các anh chị nó phá cái đáy này thì mình các anh chị cứ tiếp tục vào thêm này. Ví dụ nó phá cái đáy này. Đó, thì là mình có thể là vào thêm một hai lệnh ở cái vùng dưới này để cho nó đỡ, rồi nó lại sẽ hồi lại, thì nó khi đó là nó khác. Còn vị trí hiện tại đây này, mình các anh chị các bạn tuyệt đối là không nên, nó hồi về đến đâu thì mình cắt bớt lại đến đó và mình không nên vào thêm nữa để giảm thiểu cái rủi ro. Những anh chị nào mà đang theo AU và AG nha, mọi người chú ý như vậy. Còn cái vị trí này có khả năng đó, nếu mà nhiều lúc mà trường hợp tồi tệ nhất, trường hợp xấu nhất đó, nó có thể nó quay lại nó test ở cái vùng này thì sao rồi nó mới lên này. Đó, đây là trường hợp xấu nhất, thì mọi người phải tính toán đến cái trường hợp mà AU có thể là đi xuống dưới này. Đây là trường hợp xấu nhất, thì mọi người phải tính hết những cái vùng, cái khu vực này cho mình nhá. Còn hiện tại mình phải chờ thêm những cái dấu hiệu tích cực hoặc là những cái dấu hiệu xu hướng lên thì mình mới tiếp tục theo nó. Còn không thì mình tránh AU và mình không vào lệnh thêm AU nữa. Anh chị nào mà có tin tưởng nó còn lên, có khả năng nó còn lên, tại vì cái xu hướng nó xuống cũng khá là dài, về xu hướng dài hạn nó xuống quá là mạnh rồi. Anh chị nào tin tưởng còn lên thì các anh chị vẫn còn giữ lệnh ở đây mà tài khoản an toàn thì mọi người giữ. Còn các anh chị nào không tin tưởng nó lên thì mọi người thấy nó về rồi mọi người cắt lỗ được cái vùng nào đó thì mà đó là tùy theo mọi người nhé. Có những cái quyết định thì đó là cái cách mà mọi người đi với thị trường và cùng để làm sao để có thể là hạn chế cái rủi ro và kiếm được cái lợi nhuận của mình. Rồi tương tự NU cũng xuống khá là mạnh đây. NU cũng khá là mạnh và hồi cũng cực kỳ lớn, các anh chị thấy đó, nó xuống này. Đây một cái mà hôm trước cái video trước mình nói nó là cả một vùng đúng không, mình nghĩ nó cũng chỉ về được cái vùng này thôi, nhưng mà các anh chị thấy là hôm nay nó vùng nó về đây nó vẫn bị top loss, nó về nếu các anh chị mà giải lệnh ở cái mà cái vùng mình nói thì vẫn ăn được, các anh chị thấy không, nó về cái vùng cái chân nến này, các anh chị thấy này, cái khu vực này là khá là đẹp đúng không. Đó, đó là NU. Hôm trước mình bảo anh chị là có thể về đây cắt và có thể là mua lên từ cái vùng này mà. Anh chị xem lại cái video hoặc livestream ở hôm trước đi, thấy đó. Và nó về, các anh chị thấy không? Nó về nó chỉ hồi này. Hồi một đoạn là mình ăn hết. Không không phải gì đâu.
đôi lúc cái sóng mà các anh chị thấy này nó đi như vậy đúng không, cái sóng nó giảm quá mạnh đi, nhưng mà thật sự là những cái lúc mà mình nó quyết định nhá, mạo hiểm đó, những cứ nó đi quá này quá, những cái vị trí mà nó xuống quá như vậy nó không có đợt hồi mạnh, sóng đi thì phải có một cái đợt sóng hồi mạnh nữa, nó đây sóng hồi là nó có đâu có chịu hồi đâu, cứ về về ngang ngang về EMA 20 là bắt đầu xuống. Mà những cái lúc như vậy là cái tâm lý, cái rất nhiều các anh chị lo lắng, cái tâm lý của các anh chị tham gia thị trường này không vững, nên nhiều lúc các anh chị sẽ bị ảnh hưởng là ở cái đó. Một số các anh chị mới tham gia không vững là thấy thao xuống quá để lo lắng, mà các anh chị đâu có biết phân tích đâu, không có biết phân tích, không biết nhìn chart cái gì, không biết nhìn biểu đồ cái gì, chỉ có là thấy cái tâm lý cái lúc mà mình lo lo sợ là cái lúc tâm lý mình là quá yếu thì cái lực bắt đầu là cắt. Nhiều người cắt xong ấy, bắt đầu nó lại lên, có nhiều người ấy, không biết cắt khi nào cần thêm hoặc khi nào cần dừng đâu. Có nhiều người lại tham quá, nó hồi về ở đây có những cái lúc nó hồi nha, mình thấy có nhiều anh chị bảo hồi sao lại cắt sớm ấy, cắt để mình giảm thiểu rủi ro, có lúc nó hồi về đây mình không cắt đúng không, đâu có biết là mình đâu có biết chắc là nó sẽ hồi về đến đây đâu, nhưng mà về đến đây mình phải cắt bớt để mình giảm thiểu rủi ro, mình về đến đây mình tiếp tục mình cắt thì sao. Đó là những cái mà các anh chị phải từ từ làm quen và từ từ bắt đầu là xem những cái video của mình, hoặc là có những xem lại những cái video trước mình chia sẻ rất là nhiệt tình. Nói chung là không phải nói chứ những cái gì mình chia sẻ là các anh chị, mình nghĩ có rất nhiều các anh chị nhìn thấy được ở thị trường và các anh chị đã gặp phải rồi, chứ không phải là không gặp phải đâu. Rồi còn NU thì với cái dấu hiệu nó hồi về quá vậy, các anh chị cũng thấy đó, giờ là cũng khó phân tích rồi đó, mình cũng không biết được là cái dấu hiệu gì, mình nên chờ đợi đi, tại vì cái xu hướng về dài hạn này nó vẫn giảm này. Còn nếu các anh chị nào mà cần thiết hơn thì phải chờ về đây rồi mới tiếp tục sell vùng EMA 20-50, còn ở đây thì mình nên chờ đợi cái vùng chung chung vậy, nên chờ đợi. Còn cái xu hướng tăng thì chưa có, vì cái hôm trước nó phá vỡ cái chen này đây, cái này mình kẻ chen quá nhiều rồi, nó phá vỡ cái này rồi, cái rất nhiều các anh chị thấy là nó về đây đúng không, ở đây là một cái vùng mà hỗ trợ này, tiếp theo khả năng nó còn có thể là xuống những cái vùng hỗ trợ dưới đây thì sao, thì NU mình cũng khó đoán, hoặc là vùng dưới đây nữa thì sao. Tốt nhất là mình nên chờ đợi những cái dấu hiệu tiếp theo của NU, nếu mà nó về dưới đây thì mọi người có thể là sell thì đẹp hơn, nếu mà về được đến đây thì mọi người sell top loss ở trên này thì đẹp hơn, còn hiện tại thì nên chờ đợi đi, chứ còn buy buy NU chưa tốt đâu, chưa phải là lúc mà các chị buy NU vội đâu. Rồi mình qua U cạc. U cạc thì cũng đúng như dự đoán là nó đã, hôm trước thì mình nói là cái xu hướng chưa rõ, nhưng cái video livestream này mình nói là nó đã phá được cái này, cái xu hướng tăng thì nó tốt hơn, tại vì cái lúc lúc đó nó đã xuất hiện cái dấu hiệu CCI và cái xuất hiện cái cây nến này, cái xu hướng tăng và tiếp tục nó tăng này, và nó vừa hôm vừa rồi nó phá, thì cái kỳ vọng tiếp theo của U cạc thì có thể lên đến cái vùng trên này nha, mình vẫn kỳ vọng lên trên này. Hôm trước mình có nói các anh chị nó phá này, có thể là xu hướng hôm trước hôm tơ thời gian tới nó sẽ lên đến đó, thì là U cạc thì cái xu hướng nó cũng có những dấu hiệu như vậy, thì mọi người có thể là tham khảo thêm nha. Đó, U cạc. Rồi những cái cặp tiếp theo là chắc có thể là mình nói sơ sơ thôi đó, mọi người nghe, tại vì mình nói lúc nãy đến giờ cái tâm nói hơi to, mọi người thông cảm, tại vì nhiều lúc nói không có kiềm chế được cảm xúc. Rồi AG thì cũng là tương tự giống AU đúng không, mình cũng là ngược hôm trước, nhưng mà AG thực sự ra vẫn đang trong cơ hội, trong một cái xu hướng mà các anh chị có thể là xem xét là cái vùng mình có thể là xem xét buy. Nhưng mà bây giờ những anh chị nào nó hồi thì mọi người cũng nên cắt giống AU á. Những anh chị nào đang dính lệnh ở trên, hoặc là cân bằng lệnh, hoặc là có những cái lệnh lớn thì mọi người cắt bớt đi, cắt đi để giảm thiểu rủi ro, tại vì ở cái vị trí AG thì nó chưa rõ ràng như AU, nhưng mà chưa 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 nguy hiểm bằng AU, là cái dấu hiệu nó đâm thẳng những đám mây và nó mạnh hơn. Nhưng mà AG thì thật sự cái vùng này cũng có thể là đang là kháng cự của nó cũng có thể là đi lên được. Mình để cái nến thường cho các anh chị thấy này, thì đây là theo phân tích kỹ thuật thì nó cũng vẫn là có thể là trong vùng là một cái kênh giá nó phá ra rồi đó. Bây giờ đây là cái vùng hồi của nó thôi, vùng hồi thì thời gian tới nó có thể tiếp tục đi lên, nhưng mà nếu các anh chị nào mà còn những lệnh ở trên này thì các anh chị cũng vẫn có thể là giữ này. Còn ở đây thì mọi người chưa vội sell xuống nhá, tại vì sell chẳng có dấu hiệu gì mà có lý do gì cho các anh chị sell sell cả. Còn buy thì mình vẫn ủng hộ buy hơn là sell, còn những anh chị nào chưa vào lệnh thì mọi người cũng có thể là, mình nghĩ là xem xét mọi người buy và top loss ở cái vị trí này cho mình thì là cũng được. Đó đó là AG, mình nghĩ là cái dấu hiệu tích cực của buy vẫn còn, chẳng qua đây cái hồi này nó hồi quá lớn thôi. Đó là còn AG nha. Rồi thôi mình nói qua những vậy đi, còn tuần tới mà có những cái video livestream nào thì mình cũng sẽ phân tích kỹ hơn cho các anh chị các bạn. Thì mọi người cứ đăng ký tham gia đăng ký kênh của mình đi, đăng ký kênh, bình luận những cái ý kiến các anh chị các bạn
Có những ý kiến thì các anh chị bình luận ở bên dưới và mình sẽ chia sẻ thêm. Rồi mọi người ủng hộ mình thì like, chia sẻ những cái video này cho các anh chị các bạn khác cùng biết, rồi cũng tham gia kết bạn cái follow ấy, cái kênh của mình này, hoặc là cái trang fanpage này, thì mọi người cũng nên là nói chung là tại vì cái số lượng kết bạn của mình cũng khá nhiều rồi, thì cái lượng nếu mà các anh chị mà không kết bạn được thì anh chị follow thì mọi người cũng có thể theo dõi được, hoặc là follow thêm bên cái chỗ mà cái fanpage này, thì mọi người vào đây mọi người like theo dõi cái fanpage này thì có thông tin cái gì mình cũng chia sẻ trên tất cả các nhóm, các group, các kênh của mình để cho các anh chị các bạn được biết và mọi người có thể là tham khảo thêm nha. Rồi thì chúc các anh chị các bạn một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và tuần mới giao dịch tốt và có nhiều lợi nhuận nha. Chào các anh chị và các bạn.